Rồi, hôm nay là hướng dẫn các bạn cài cái con camera cây cam AI này nha. Sử dụng app cây cam á, với lại cái bộ kích của nó. Này là cái bộ kích hồng ngoại với lại chuông cửa nha bạn. Giờ mình sẽ cài cái con này trước nha. Con này chân đế nó kiểu này nha. Okay. Con này là 2 chấm nha bạn. Không không 2 chấm. À, cái quạt kích nó lắc mình sẽ ghim vô chổng USB này. Giờ mình cài cài cho camera này nó nhận cái wifi trước rồi. Mình kiểm tra nguồn camera là khi khởi động lên là nó có đèn gì nha. Con này nó xài app cây cam nha các bạn. Cây cam app này nè. Ok ha. Đây mình sẽ mở cái app cây cam lên. Rồi mình sẽ bấm vô dấu cộng nha. Mình sẽ đến là thêm cái điểm phát sóng AB nha bạn. Rồi tôi nghe thấy âm thanh nha. Bước tiếp theo đây nè, nó kêu bạn hãy bắt cái wifi có tên là cái cam AB gì đó nha. Bạn vô cài đặt wifi điện thoại của mình đó, mình kiếm cái con wifi của con camera phát ra nè. Wifi tên nè cái cam này ha. Rồi chọn vô nha. Rồi xong mình sẽ quay trở lại phần mềm ca cam nha các bạn. Đó. Ngày giờ ngày tháng này nè. Nó bị mờ đó. Rồi tới bước này nữa thì mình sẽ chọn là cài đặt camera wifi này nha, cái chỗ này nha. Rồi tiếp theo thì nó sẽ dò cái wifi trong cái nhà của bạn á. Ở đây mình sẽ chọn cái wifi kỹ thuật nha. Rồi đánh bát vô nha. Một, hai, ba, bốn, bảy, tám ha. Kiểm tra bát cho nó đúng nha bạn ơi. Rồi đây là bước tiếp theo ha. Cho ra nó kêu một tiếng ha. Nó ok rồi. Rồi rồi bước này là mình đặt tên nha, mình đặt tên cái gì cũng được. Rồi bước tiếp theo, rồi tới đây là vô coi thôi. Đó. Mình xây qua xây lại là bạn này nha bạn. Xây qua xây lại nha. Rồi cái con camera cây cam này cài cũng dễ vậy thôi nha. Đó. Rồi bạn muốn cài qua điện thoại thứ hai thì bạn chọn chức năng chia sẻ chỗ này nè. Thì mình sẽ đây chia sẻ với gia đình bạn bè thì mình sẽ có chia sẻ bằng quét QR nha. Đó, nó hiện quả QR xong rồi bạn lấy điện thoại kia bạn chia sẻ qua, bạn quét vô QR này là nó sẽ nhận vô thôi nha. Này, nó sẽ sinh ra mình một cái mã QR đó, rồi mình quét vô. Nó chia sẻ là trên này. Mình xem lại là đây, hãy nhớ ha. Lưu trữ đám mây.
may là mình phải mua hay sao, mua cái gói dung lượng của nó. Đây là cái thông tin gói dung lượng nha, 400 mấy trong vòng 1 tháng á, tua được 7 ngày. Rồi vô phần cài đặt thì mình có đèn không, cảnh báo, thông báo rồi nha. Hãy nhớ cái đặt phần ngang rồi. Rồi cái phần thêm phụ kiện này là cái phần để mình cài cái bộ kích này vô nè. À, cái đó mình cài này mình xem rồi đó, giờ mình hướng dẫn cài cái bộ kích. Cái bộ kích này á, thì trong đây nó có một cái chuông nha các bạn. Cái chuông này. Chuông với lại 2 miếng dán nè. Ghê ha. Còn này là cái cảm biến mở cửa. Cái mở cửa này là nó giống như hoạt động như vậy này bạn. Là khi mà nó tách ra, là khi mình dán vô 2 cửa nha. Thì nó mở cửa thì nó sẽ báo. Rồi ok, cái này nó vậy. Với một cái này là cái anten nhận sóng nha. Nhận sóng thì mình sẽ gắn vô con cây cam này. Giờ mình rút điện ra nha. Đây, mình sẽ rút điện ra, mình dặm vô cái cổng USB này nha bạn. Nè, đầu đầu USB cắm. USB thì cắm với cổng USB. Rồi ok, mình sẽ cắm vô đây. Rồi mình sẽ gặm điện vô nha. Nè. Cái này ngay chỗ này on off là bên chỗ này nha bạn. Cái cục này nè. Đó, on off bạn, on là bạn gạt lên on nha. Nó có đèn sáng à. Khi bạn ghim vô bạn thấy cây sóng nó phải chớp đèn như vậy mới được nha. Nó nhận mới nhận được nha. Chỗ này nó có đèn à. Đó. À. Còn cái ngay chỗ cái công tắc này á, công tắc này thì cái nút on off bên đây nha các bạn. Nè, cái chiều chuông này ha, hoặc ngược lại vậy ha, thì nó nằm bên đây. Lấy cái cây nhỏ chọn, cây giống cây chọc xem được, rất là nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Này mình gạt, nó có mình chọc vô đây mình gạt nè, gạt lên xuống, thì mình sẽ bấm chuông có đèn nè, nha. Còn bình thường là nó sẽ tắt, là nó sẽ ngay chỗ này. À, bấm không có đèn. Ok ha. Rồi. Đó, gạt lên. Bấm có đèn nha. Rồi. Còn cái này tắt ra là nó sáng đèn, cái màu xanh á. Màu xanh này hơi khó thấy á. À. Cái này bạn bật on lên ngay đây ha, xong rồi tắt ra. Đó, rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài. Cài để cho mấy cái này nó nhận vô con camera này nha. Mình quay phim tiếp ha. Để cài vô. Rồi bằng cái con camera thì đang 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 xem được đây ha. Đó. Đang xem. Giờ mình sẽ vô cái phần cài đặt. Cài đặt ngay chỗ này. Mình sẽ vô cài đặt cái này, mình sẽ vô chỗ mà thêm thêm phụ kiện nha các bạn. Cái chỗ cần thêm phụ kiện này đây, rồi mình sẽ chọn là thêm phụ kiện. Nó không nhận anten, nó vẫn chưa báo là chưa nhận anten, mình cắm lại. Rồi nó nhận anten nó mới vô thêm phụ kiện được nha. Không 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 được thì bạn ấy đây. Thì bước cái này á, là nó sẽ kêu mình cài cái nào thì mình quét QR vô. Thí dụ mình cài cái này nha, cài cái này thì mình đưa cái QR vô nè. Rồi mình sẽ đặt tên đây nha. Đây là bạn chọn là 500 cửa nha, cái này là 500 cửa nha bạn. Bạn phải chọn đúng tên thì muốn lát nó có tác dụng của nó. Rồi bạn chọn tiếp theo ha. Rồi bạn chọn ghép vô máy ảnh phòng khách. Thì mình đã thêm được cái 500 cửa vô chỗ này. Để mình thêm cái chuông. Cái chuông đây ha, mình sẽ thêm phụ kiện tiếp.
Rồi mình cái chuông này mình sẽ lật, đây nó có mã QR nha các bạn. Mình đây mình sẽ chọn đây. Rồi mình sẽ chọn là chuông cửa. Rồi bước tiếp theo. Rồi ok. Đó là mình sẽ thêm được hai cái thiết bị này vô cái con camera này rồi. Thì để nó hoạt động á. Để nó hoạt động thì mình sẽ chọn thêm một cái này là cài đặt cảnh báo này nữa nha. Cái này là thông báo rồi. Mình sẽ đặt cài đặt cảnh báo vô chỗ này. Mình sẽ chọn là chỗ phát hiện con người này nha. Đó, mình sẽ chọn đây mình lưu lại cái. Rồi ok. Để mình test thử đây. Nè, khi mà nó có cái nhận được cái sóng á thì ngay đây nó sẽ hiện lên cái chỗ này nè bạn nha. Nó vô bi thành cái phụ kiện á. Để mình đây coi, tắt này coi. Tắt mà. Rồi mình nhấn chuông. Đó, nhấn chuông thì nó sẽ kêu chuông nha các bạn. Nhấn chuông thì nó sẽ kêu chuông. Rồi mình sẽ tách cửa nè. Khi mình tách cửa ra là sẽ báo động nha, nó hai tiếng khác nhau luôn. Đó, nó gửi nó ấy nhau luôn nha bạn. Đó. Này là nó phát hiện có người ha. Để mình tắt cái chỗ phát hiện có người nữa coi. Đây là cảnh báo. Mình tắt này thử coi nó báo không nha. Đó, có người qua lại là nó báo. Rồi giờ mình thử mở chuông lại thôi nha. Thì nó sẽ báo đây nè. Thấy không? Đây mình tắt lại đi nha. Mình tắt màn hình nó báo luôn nha các bạn. Mình sẽ bấm lại. À, nó báo rồi. Nó báo chuông cửa nè bạn ha. Đó. Đó. Nè, nó báo là cái này đã bấm chuông ha. Nè, bây giờ mình bấm chuông này ha. Mấy cái ai đó bấm chuông cửa của bạn nha. Và đây. Báo động thì nó cũng báo luôn nha. Rồi cái đó là mình cài cảm biến vô chỗ này nha. Đó. Cảm biến chỗ này, cảm biến chữa cửa với cảm biến này, rồi chỗ này thì phải chỉnh được. Nếu mà bạn muốn báo động mà có người thì bạn chọn chỗ này ha, phát điện những vòng có người đây ha. Đó, ok. Sau đó lưu ý hai là khi nó phải hiện cái này lên nha, nó phải hiện cái hình cái nhận này thì nó mới nhận được, còn không thì bạn cứ rút dây cắm lại nha, rút cái cái đầu vô bi này ra cắm lại nè. Sự kiện là đây nè, nó có báo các bạn hết á. Vô đi nè. Chỗ sự kiện nè. Qua cái lần sự kiện đây ha. Thì nó sẽ báo bạn là chuông cửa hay là cái gì hết nè. Bấm vô mình coi ha, ngắm vô mình coi.
mình sẽ coi được ở đây, rồi mình chọn kết thúc đây, hoặc là mình báo 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 chuông. Chuông thì báo cỡ rồi thì nó cũng điện này này ha. Nó sẽ báo qua đây rồi, cái này nó vậy thôi. Cái này nó có hai ba cái rồi. Này con này ha, cắm vô chỗ này nha. Rồi ok.